金融新闻版，前两个版都可以学的，跟金融非常的不同。那你现在这个规矩，以前两个版都买了钱，买了金融公园，单啊，导航啊，慢板，到啊，这几个规矩都买了，回来了都买了呀，我对你现在都买。那你现在都买到某天Oh my.听到了不？激动了不？我来为你撒动我的眼睛。
Các bạn ơi, vậy là mình đã tô hoàn thiện xong bức tranh hình ảnh chân dung cô gái tết tóc một bên màu đen và đang nhắm mắt tạo dáng. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Đừng quên bấm like và subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của mình.